À dạ cảm ơn. Đây nè mọi người. Đây Minh Tuân đây. Hello. Ủa cái này mình mới mở luôn hả? Ừ cái này mình mới mở thêm chi nhánh á anh. Nào mùi đây. Ừ tại vì mình mới mở đây cái bây giờ á. À, bên đây người ta không có chưa có khách nhiều quá, người ta cũng như là người ta mua người ta đem về. Ừ. Với lại ở đây mình cũng có Ngọc Quyền nữa. Ngọc Quyền cũng là con gái của Cát Thi. Đó, Ngọc Quyền cũng là con gái của Cát Thi. Thì cho nên á Ngọc Quyền cũng đến đây, Ngọc Quyền kinh doanh thêm mà bây giờ không có kiểu như khách ta mua ta đem về, ta không có Cát Thi á, ta mua ta đem về không à. Ủa rồi bây giờ ví dụ như em bây giờ hai chỗ đều đông. Thì em sắp xếp như nào để chia mình đôi ra? Không bây giờ mình tạm thời là mình sẽ tạm trú ở đây để khi nào nó ổn định rồi đó mình mới về ở bển, có thể mình chia ngày ra cũng được hoặc là chia giờ ra. À vậy đó. Ủa, như ý vậy. À như ý, à như ý bên kia, bên địa chỉ bên kia. Như ý à, như ý là tới tối mới có. Từ như ý là tao nó đi học về rồi nó mới có. Các thi anh có một câu hỏi, từ lúc em mở cái xe bánh tráng ra đó, có bao giờ em tưởng tượng là nó sẽ trở thành đây xe bánh tráng nó đây. Tối rồi em tưởng tượng nó sẽ trở thành một rồi là đến. Không, không suy nghĩ vậy. Cái ngày mà anh xem YouTube của các thi đó đầu tiên, anh thấy vui quá trời luôn. À. Mà nó quá nhanh, từ từ mọi người tới không đâu. Thì trong cái thời gian mà mới vừa bán á, thì mình trong lúc thời gian dịch đó mình chỉ nghĩ là để mình kinh doanh, để mình trang trải trong cuộc sống thôi. Cái lúc đó mình không có suy nghĩ là mình thành công như vậy. Không mình không sử dụng từ thành công, mà mình sẽ không được may mắn như thế này. Mình không được nhìn đông người như thế này. Vậy đối với các thi thì em đã thành công nhỉ? 5 tiệm. Mình phải làm thời gian thành công của các thi là nó phải lâu dài và vững chắc. Tại vì các thi bây giờ các thi đang buôn bán như thế này thì các thi đang còn định hướng là sau này mình còn đi biểu diễn lại nữa. Cho nên á mình đợi khi nào thành công là mình ổn định cái sự buôn bán, sự nghiệp buôn bán của mình. Và song song rồi đó thì mình cũng phải đi biểu diễn, cái đó mới gọi là thành công. Bây giờ các sân khấu lô tô bắt đầu mở lại này. Nhưng mà các thi sắp xếp được đi đều đặn như lúc trước không? Tại vì thì, mọi người rất là nhớ các thi ở trên sân khấu. Thì hiện bây giờ là chưa. Hiện bây giờ là mình chưa đi, chưa sắp xếp được. Đó bây giờ mình mở thêm cái chi nhánh nữa để cho người nhà mình làm bên đây, còn mình thì qua bên kia mình bán. Nhưng mà mấy bữa nay thì bên đây á thì cũng như người ta lợi người ta mua gì à, thì mình còn bán đồ ăn vặt ở trong nữa, mà trong khi đó người ta mua gì không à, toàn bộ là mua gì à. Thì ở đây mấy đồ trong mà mình bán không kịp thì nó sẽ hư, cho nên mình cũng quay ở đây mình kéo khách lợi người ta ngồi uống nước, thì cũng như người ta ủng hộ cho thêm những món lặt vặt khác, để cho tạo thêm doanh thu. Với lại tiền mặt bằng tiền thuê mình mướn nó cũng mắc nữa đó, cho nên mai nó phải có cái sự trang trải và các thi cố gắng ở đây. Ví dụ riêng bản thân em thì em ở đây để em coi em coi khách người ta biết mình ở đây, người ta cũng đến đây ta ghé lại đây. Rồi cái mạng xã hội đem lại cho các thi nhiều thứ, nhưng mà nó đã lấy đi của các thi cái gì rồi? Tinh thần. Có nhiều cái tình huống không biết mình nhiều lắm, nhưng mà mình cũng nghĩ là mình nghĩ là phải có cái sự công kích như vậy á thì mấy anh YouTube mới có nhiều người coi, mà nó công kích ác lắm, nó công kích nè, nó biết tới giờ giấc đó, nó biết cái khúc đó xấu chỗ nào, khúc đó đẹp chỗ nào, khúc đó sai lầm chỗ nào, nó bấm ra cái địa chỉ, nó bấm ra cái số đó hết trơn, số giờ đó hết trơn à. Tại vì phải nhờ như vậy á thì mấy anh YouTube mới có lượt view để coi, mà mấy anh YouTube thì mấy ảnh quay các thi thì mấy ảnh nhờ cái số lượng người coi thì mấy ảnh mới có doanh thu. Thì riêng doanh thu của mấy ảnh có chút đỉnh hay chút đỉnh gì đó, và riêng các thi cũng hợp tác với mấy ảnh để mấy ảnh cũng có doanh thu, thì lúc đó các thi cũng có được cái hình ảnh ở trên mạng xã hội như bây giờ. Thì đó ban nãy khi mà anh hỏi chị Giáng Thiên á, anh hỏi là tại sao mà nghĩ là các thi có thể thành công, có thể nổi tiếng như bây giờ. Giáng Thiên bảo là do cái cách sống của các thi là có hiếu, có tình, có nghĩa với mọi người. Nhưng mà anh nghĩ là nó chưa cũng theo em. Em không em biết. Tại sao em thành công bây giờ, chủ quan em nghĩ thôi. Em riêng bản thân em nghĩ á, bây giờ mình chủ yếu mình bán cho nó tốt thôi. Ví dụ cái việc gì mà tốt mình làm được mình cứ làm. Mình làm đúng thì thôi à.
Còn cái chuyện mà bây giờ mình không biết không, cái tình cái nghĩa là do mọi người tự thấy mình ra, thấy mình làm sao thì mọi người nói lên vậy. Còn riêng mình không có tự phủ nhận mình là có tình có nghĩa. Sợ mình tự phủ nhận người ta nói mình tự cao, tự đại, sợ vậy. Còn cái bây giờ em buôn bán, em nhiều khi người ta nói em thành công rồi, bây giờ giàu rồi. Không, em chưa có tiền có bạc gì đâu. Rồi kèm theo đó em cũng chưa gọi em thành công. Thành công là mình phải trang trải hết hai bên. Mình phải thêm một, mình vừa trang trải bên kia, vừa trang trải bên đây. Rồi mình cùng trải lòng trên sân khấu nữa. Cái đó là cái thành công của các thi đang tiến đến. Còn cái chuyện mà bây giờ mà em đang bán đây, em còn đi xô cũng được, rồi em sắp xếp bên kia bên nọ không được nữa. Thì cho nên em cũng không biết làm sao, nó còn hơi bị lụm cộm. Có bao giờ các thi suy nghĩ đến cái việc mà một ngày nào đó mình sẽ trở thành một người nổi tiếng, được đi sự kiện nhá, được đóng những phim với người nổi tiếng khác? Có bao giờ các thi nghĩ đến ngày đấy không? Không, không. Em nghĩ là có duyên nó đến thì nó đến thôi. Cái gì nó có duyên là nó đến à. Tại vì em tin về Phật Pháp lắm. Thí dụ có duyên, bây giờ thật sự nè, có nhiều người ta mướn mình chịu, thí dụ vậy đi, người ta kêu mình chịu mà không có duyên mình không đi, không tới duyên, không tới cái thời cơ nó mình cũng không đi, mà đụng ra người ta mướn 100.000 thì có duyên mình cũng đi. Cái suy nghĩ vậy thôi à, có duyên là đi được. Chứ thật sự từ lúc mà em bán tới giờ á, các em được người ta trên cộng đồng mạng người ta yêu mến á, người ta thương mến em á, người ta cũng mời em đi dựng sự kiện đủ thứ hết trơn á. Nhưng mà không có thời gian, không có thời gian là một. Với lại mình sợ khán giả, khách hàng người ta đến trễ á, rồi người ta đi từ xa tới đến đây á, người ta không có thấy mình, cái tội nghiệp người ta. Có nhiều người ở Hà Nội nè, ở Đắk Lắk, Kum Tum, rồi Buôn Ma Thuột đủ lắm chỗ á, người ta lại không có mình. Cái người ta buồn, người ta về, rồi người ta nhắn tin mình, người ta nói chị Thi ơi, em qua em gặp chị mà không có chị. Cái em buồn dễ sợ, em cũng mua mấy bịch bánh tráng về. Bây giờ mình nói về cái tình cái nghĩa là nằm chỗ đó. Còn kiệm nó có doanh thu nữa, ví dụ có mình người ta còn thích mua nhiều. Còn không có mình người ta muốn có một bệnh ta đem về à, nói thiệt. Kiểu đấy gặp các thi mua được 10 bình sẵn sàng để được gặp đúng không? Đúng rồi, cái đó là như vậy á. Mọi người vẫn thường nói các thi là người rất công bằng, tại vì có nghĩa là bạn bè hay là người quen đều phải xếp hàng hết. Đúng rồi. Đấy là một cách mà có phải là cái cách mà mọi người rất là thương các thi không? Kiểu như là tất cả mọi người đều được đối xử rất công bằng khi mà đến như vậy. Em không biết. Có nhiều người ta lợi, ta lợi á, người ta thấy mình á, cái sự công bằng của mình á, cái sự rõ ràng của mình á, làm người ta khó chịu. Khó chịu vì họ là người sai, họ thấy mình làm đúng thì họ khó chịu với mình. Giống như là bây giờ nè, cái người đứng trước người ta không được, cái bà kia ở đâu mút mị dưới, cái bà leo chồi lên trên, cái bà đồ ưu tiên. Cái giờ mình nói là họ ưu tiên không được gì, chị đến sao, cái cự qua cự lợi, cái bà khó chịu với mình bởi vì bỏ mua, thì cái đó cũng có người khó chịu nữa. Còn cái chuyện có cái sự công bằng á, là mình phải hiểu là vấn đề á, em cũng thấy là người ta lợi trước mà ta đứng đợi cái đầu mùa, cuối mùa ta mới lên được cái hàng đầu, mà bây giờ bị người khác chen vô và đồ ưu tiên cái này cái kia thì sao mình bán được. Cho nên em cũng hơi bị buồn phiền cái vấn đề đó, nhưng mà bây giờ mình cũng cải cách không có được, tại vì bây giờ mình đâu có cai quản được hết cái thân tâm, cái bộ cái con người ta được. Cho nên người ta muốn làm thì cái chuyện của người ta, mà bây giờ mình bán đúng ý nghĩa của mình thôi à. Thí dụ người nào mà người ta hiểu chuyện thì người ta mới cho mình là công bằng. Còn người nào không hiểu chuyện thì người ta nói thôi, trong YouTube nó dễ thương vậy chứ ở ngoài nó ghét lắm, nó quỷ ma lắm, thí dụ là vậy đó. Em tại vì anh thấy là em khách hàng được đông như vậy á, em đứng em nói chuyện, em làm cho khách hàng vui á, trong một thời gian rất là dài em cũng bị mệt. Mệt chứ, mệt nhưng châu vậy. Đó là cách mà em muốn cảm ơn khách hàng của mình. Em cái đó là em muốn là gì nè, khách hàng đến với em muốn phục vụ khách hàng bằng cách là có thể mình làm khùng, làm điên, mình làm nhảm cũng được, nhưng mà có cái để cho khách người ta đứng người ta coi, người ta quên đi cái mệt, người ta quên đi dù cái con BD này hay bà bóng này hay là con mẹ các thi này, bà làm khùng làm điên, bà làm bà trợn, thấy nhảm nhí có gì đâu vui. Nhưng mà họ cũng đã tập trung rồi, họ sẽ quên đi cái cách mà họ đang đứng xếp hàng, họ sẽ quên đi và họ sẽ đứng theo cái cách họ xếp hàng, họ quên đi, họ đợi lâu quá họ quên đi vì bà này đang tập trung, bà này làm khùng làm điên nè, họ sẽ quên đi cái mệt mỏi đó. Anh không hiểu nhé, tại vì anh mở Facebook lên á, anh phải xem cả chủ đề clip mà muốn biết em có rất là nhiều mảng miếng hài á, em lấy ở đâu ra? Em tự suy nghĩ nè,
quá nhiều và liên tục. Em suy nghĩ đó, em nói khùng nó điên rồi, tự động nó miếng mẹ đẻ miếng con đẻ miếng cháu, miếng chắc rồi miếng tùm lum miếng chưa á. Em có chỉ cho bé như lý không? Mà sao bé thì cái thể cung được quá tốt như vậy á? Không không không, em không chỉ. Em không chỉ, tự động nó ra nó nói. Có thể là bé nghe mình nói chuyện, hoặc là bé thông minh rồi bé tự hiểu cái câu chuyện của mình đang muốn nói gì. Rồi rồi sau thời gian bé biết bé nói ra hết trơn rồi thì các thi bé nói ra chuyện hết trơn rồi. Thì lúc đó các thi có dặn bé là mình nói chuyện rồi điều đầu tiên là không nên chửi tục chửi thề. Điều thứ hai là con không có được cứ như là phụng tay trên, không được, không có được nói chuyện mà trên cơ hay là nói chuyện ngang hàng với lại những người lớn. Thì bé cũng đã rút kinh nghiệm. Vì trong thời gian đầu bé ra bé nói là các thi chưa có chỉ dẫn, là tự động bé nói luôn. Rồi sau thời gian này các thi cũng có thỏa thẻ với bé, bé nó cũng biết, nó rút kinh nghiệm. Và việc đưa một đứa bé lên nó rất là vui. Nhưng mà có nhiều người họ có cảm nhận được cái vui đó. Tại họ quay sang họ công kích một người rất là nhỏ như vậy. Mình là ra để mình bảo vệ những ý họ sẽ có. Thì lúc nào các thi cũng lên tiếng các thi bảo vệ á. Vì mình là người lớn, có trách là nếu mà vấn đề á, có trách á là trách người lớn, là giống như có trách thì trách các thi, tại vì các thi cũng không phải là lôi bé vô, nhiều khi bé đi học về bé đi ngang bé chào mọi người, cái đây mình cũng chào, mình cũng kêu bé là chào tất cả mọi người đi, rồi á dựa vào đó, song song vào đó thì bé cũng có những cái lời mà nói chuyện ra mà làm cái tiếu cái hài, mình nghĩ đưa bé vô để cho bé phục vụ cho khán giả một tí xíu, còn không tới mức độ nào. Thì những cái đấy các thi đang livestream, em đang livestream à. Đó. Chị nhờ ai cầm cái quần không nghe được tiếng ở đây. Tại vì mọi người ở bên fanpage rất là đợi để được gặp các thi ở đây đó. Alo.